Chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Uh, hôm nay Jason sẽ nói về uh, Tesla một lần nữa. Lý uh, do là vì Tesla vào ngày thứ năm thì đã ra mắt xe semi-electric truck. Thì uh, Tesla 5 năm về trước đã giới thiệu về sản phẩm này rồi. Nhưng mà mất đến 5 năm mới hoàn tất sản phẩm này và họ sẽ bắt đầu deliver là giao số lượng xe cho những đơn đặt hàng mà người ta đã đặt hàng cái semi truck này thì như các bạn đã biết trên thị trường cũng đã có rất là nhiều hãng xe cũng đã có xe điện uh, bán tải rồi chứ không phải Tesla là công ty duy nhất có xe điện bán tải. Nhưng mà trước mắt trên thị trường thì uh, các bạn cũng biết về xe điện thì Tesla đang dẫn đầu đã và đang dẫn đầu trên toàn thế giới chứ không phải chỉ nước Mỹ và uh, thành ra những gì sản phẩm của Tesla ra đời đều được sự đón nhận của người tiêu dùng. Uh, nó cũng giống như là nói về phone người ta sẽ nhắc đến Apple cho nên uh, khi Apple ra một sản phẩm nào mới thì người ta sẽ rất là phấn khích mong chờ cũng như Tesla khi ra một sản phẩm nào đều được sự gọi mong chờ háo hức từ người tiêu dùng. Thì uh, mình nói về cổ phiếu của Tesla cách đây uh, gần một tháng trước nó đã đi xuống thấp nhất là 168 đồng. Và lúc đó nhiều người cho rằng uh, lý do cổ phiếu Tesla đi xuống tại vì người ta không còn tin vào cái sự chuyên nghiệp hay là cái sự À, lãnh đạo của ông Elon Musk là CEO của Tesla tại vì ông đã gây quá nhiều tranh cãi từ những cái chuyện trong đời sống cho đến chuyện ông mua lại à, công ty Twitter vì không biết lý do gì. À, nhưng mà hôm qua mình thấy rằng ông Elon Musk đã lên à, Twitter à, thông báo về à, xe Simon Truck của Tesla thì mình cho rằng những người à, giàu có, thông minh gọi là tột đỉnh như là Elon Musk không bao giờ người ta làm gì mà không có lý do. Thì Ngày xưa khi Elon Musk ra sản phẩm nào mới thì à, họ không hề quảng cáo rầm rộ như những à, hãng xe khác tại vì à, họ nhờ quảng cáo bằng cách là người tiêu dùng tự quảng cáo cho nhau, họ quảng cáo trên những cái social media chứ không có quảng cáo trên TV như các bạn thấy à, những hãng xe à, gọi là truyền thống người ta hay quảng cáo trên TV vân vân. Thì Tesla hiện tại à, mình thấy rằng ông Elon Musk dùng cái truyền thông của Twitter để mà quảng bá những sản phẩm của à, Tesla cũng có nhiều rumor nói rằng uh, có thể Elon Musk sẽ tập trung vào Twitter hơn là Tesla. Mình thì thật sự không biết chuyện đó có xảy ra hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng Elon Musk có lẽ ông đang có một kế hoạch, ông có plan trong đầu. Ông không có lý gì bỏ ra uh, 44 tỷ đô để mua một công ty như là Twitter rồi về chỉ bỏ không mà làm gì. Uh, dĩ nhiên với một cái số tài uh, sản mà ông đang có thì 44 tỷ cũng chẳng bao nhiêu đối với uh, Elon Musk thì mình nghĩ rằng về lâu dài cổ phiếu của Tesla chắc chắn sẽ đi lên lại. À, điều này sẽ được chứng minh bởi thời gian mà thôi. Khi các bạn đầu tư vào một công ty nào đó thì các bạn đầu tư vào à, hai thứ. Thứ nhất là sản phẩm của công ty đó tốt hay không, cái nhu cầu của sản phẩm của công ty có được gọi là mong đợi trên thị trường hay không. Thứ nhì là người CEO của công ty đó. Hai điều này rất là quan trọng. À, cho nên bây giờ các bạn đầu tư vào công ty Tesla thì các bạn đang đầu tư vào hai thứ đó. Thì Elon Musk thì ai cũng biết rồi đó. Ông ta là một thiên tài. À, những gì ông ta nói được là làm được. Và cách thức ông ta làm cũng hơi khác người. À, hôm bữa, ông ta cũng nói rằng có thể ông ta sẽ chế ra cái iPhone mới nếu như Apple cứ mãi hâm dọa là sẽ lấy đi cái logo, cái thương hiệu, cái app của Twitter ra khỏi hệ thống Apple Store. À, nhưng mà sau đó thì Elon Musk đã lên đính chính rằng Apple không có plan để làm như vậy và kể cả Elon Musk đã đi thăm cái trụ sở của công ty Apple sau này thì Elon Musk có chế ra phone hay không thì mình không biết à, trước mắt ông ta có những dự định, định của tương lai rất là nhiều thứ nào là robot những sản phẩm thông minh khác cho, cho người tiêu dùng trong tương lai thì mình hy vọng rằng à, về lâu dài thì test là sẽ đi lên như đỉnh của nó ngày xưa à, thời gian bao lâu thì điều này không ai biết được như các bạn thấy đó mỗi lần mà Elon Musk nói cái gì đó hay làm cái gì đó thì nó đều gây tranh cãi gây ảnh hưởng đến cái giá trị của công ty Tesla mặc dù điều này mình thấy cũng không đáng lý ra không có ảnh hưởng là tại vì à, công ty Tesla đã có nền tảng đã có sản phẩm tốt đã có số lượng à, gọi là người tiêu dùng rất là đáng kể hơn tất cả những hãng xe hơi khác thì không lý gì mà những gì Elon Musk làm trong đời sống cá nhân của ông ta là ảnh hưởng đến cổ phiếu Tesla đây chỉ là hiệu ứng gọi là tâm lý mà thôi thì mình hy vọng rằng cái này nó cũng sẽ không có tồn tại lâu cái quan trọng là cái sản phẩm của Tết là đang có cho người tiêu dùng à, giá trị của công ty Tết là hiện tại mình đang coi là 195 đồng thì nó đã lên lại được 30 đồng trong thứ trong khoảng thời gian <laughs> hai ba tuần qua thì điều này là một dấu hiệu tốt à, dĩ nhiên stock nào cũng sẽ có lên và có xuống theo cái chu kỳ theo thời gian trên thị trường à, nhưng mà các bạn cũng biết đó Tết là dao động rất là nhiều và rất là nhanh, nó có thể lên xuống với giá hiện tại là 195 đồng thì nó có thể lên xuống khoảng từng 5 đến 10 đồng một ngày là chuyện xảy ra rất là bình thường à, và khi nó lên đến 4-500 đồng thì nó nhảy càng nhiều hơn nữa, nếu bạn còn nhớ à, một năm về trước khi giá lên cao đến hơn 1.000 đồng một ngày, nó có thể lên đến 50 đô hoặc là hơn thì thành ra à, mình nghĩ rằng với test là khi nó đang từ 200 xuống còn 160, ý mình 150 thì chuyện đó cũng không có gì gọi là ngạc nhiên mình đầu tư vào Tesla là mình phải expect những chuyện này sẽ xảy ra tại vì Tesla là có thể lên tới đỉnh rất là cao và đi xuống cái đấy rất là nhanh và nó cũng sẽ hồi phục trở lại thì trước mắt đó là những gì đang xảy ra đối với công ty Tesla Các bạn có đồng ý với mình về cái điều này không? Ví dụ như các bạn đi một nhà hàng nào đó Dù cho các bạn không thích nói chung là người chủ nhà hàng Hay là cách service không có được tốt lắm Nhưng mà đôi lúc thức ăn nó ngon khiến các bạn cũng có thể đến đó để ăn hoặc là không thích ở đó các bạn có thể mua về thì đó là lý do các bạn thấy có những nhà hàng người ta phục vụ không được tốt lắm à, ví dụ như ở Việt Nam các bạn cũng thấy đó có nhiều nhà hàng mang cái tính chất gọi là à, chủ tiệm hay la mắng lớn tiếng với khách hàng mà vẫn đông đường được dĩ nhiên cá cá nhân mình thì sẽ không chấp nhận cái chuyện đó nhưng ở đây mình đang ví dụ là Elon Musk ông ta làm gì trong đời sống không quan trọng miễn sao cái sản phẩm ông ta đem đến cho mình tốt, có giá trị thì nó mới ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty Tesla chứ không phải những gì ông ta làm về đời sống cá nhân là ảnh hưởng. Thì mình thấy à, rất là nhiều bạn trong thời gian qua lo sợ là ông ta sẽ gây ảnh hưởng đến uh, giá trị cổ phiếu của Tesla cho nên họ bán cổ phiếu ra. Uh, như các bạn thấy đó, một người đàn ông mà phải gọi là ba hồ xấu tay, ông ta điều hành một lúc rất là nhiều công ty nào là Twitter, nào là Tesla, SpaceX là công ty về hệ thống um, không gian, rồi satellite nào là solar system và tương lai ông ta nó sẽ còn ra những công ty khác nữa. phải gọi là phi thường thì mới làm một lúc nhiều công việc như vậy và thời gian mình cũng chẳng biết thời gian nào mà ta thể làm hết như vậy nữa. À, nói tóm lại khi các bạn đầu tư vào Tesla là thì các bạn đang đầu tư vào Elon Musk. Ok, thì nếu như bạn đã và đang mua cổ phiếu Tesla là hy vọng các bạn sẽ lấy lại vốn và kiếm lời trong thời gian gần nhất có thể. Uh, nếu các bạn còn gì thêm thắc mắc về cái video hôm nay thì có thể comment below, mình sẽ trả lời những thắc mắc của các bạn. Uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của mình trong thời gian qua và nếu như bạn chưa có subscribe thì hãy subscribe vào channel của mình để các bạn nhận được những cái thông báo khi mình làm video mới. Uh, chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.